Kính chào cô chú các anh chị và các bạn đến với kênh Lưu Vũ Vlog. Hôm nay hai anh em mình đi cắm câu nha cả nhà. Tiếp tục là cắm câu đêm nha. Quát lộn nha cả nhà. Nhưng mà hôm nay thì hai anh em mình chọn mấy cái địa điểm nào ngon ngon rồi dừng lại cắm thôi chứ không phải là cắm nguyên luồng nữa. Như có chiếc xe cái bên nè, ghé vô cắm khoảng 3-4 cần. Giọt. 3-4 cần giọt. Giờ mời cả nhà cùng đi cắm câu cá lóc với anh em mình nha. Biết bao nhiêu em định để cho con gái nó khô, nó cũng khô. Cũng khô hả? Ừ. Hao ha. Ừ. Một ngày em tính 6 cái cử con ra vô cách 1 tiếng 2 tiếng em biết cái nắng á. Ừ. Tính rồi nó khô. Khô cái làm cho con gái mình nó yếu. Nhảy không nổi. Ừ. Ở đây mình cắm 4 cần ha. Đây cắm 4 cần anh ơi, cái hối này là 4 cần. 4 cần rồi chạy vô khác. Đúng rồi. Hơi hao xăng nha. Chạy, bữa nay chịu khó chơi lớn luôn. Chơi lớn luôn ha. Mong là có cá để cho ra quỳ đeo cho cả nhà mình, anh chị cô chú, anh chị em mình xem cho nó đã bắt giúp. Chứ giờ cấm luồng hết có ăn rồi cả nhà. Cấm luồng giờ người ta kéo côn rồi người ta xịt quá trời rồi. Bây giờ mình cấm luồng không có ăn. Cái này gọi là cấm câu chọn lọc nè. Đúng rồi. Lựa những địa điểm nào thấy vừa ý, ăn ý nhất là nó thọt câu xuống. Chắc có thể là nó hơi xa chút đỉnh đó. Thì tốn xăng đó. Ừ, có thể tầm 7-8 cây số á. Có thể cắm hết câu á. 20-30 cân này có thể cắm hết câu là cũng dài 5-7 cây số. Giờ anh em mình đã bắt đầu đi cắm dần dần nha cả nhà. Đây, thường anh em mình chọn mấy cái cái hối như vậy nè cả nhà. Không bao giờ từ bỏ nha cả nhà. Cái hối này là mình anh em mình không bao giờ từ bỏ nha. Có đường nước ra nước vô nè. Không ra không vô thì có hối là lắm à. Ừ. Có cá không có cá gì không dính cũng không buồn nữa. Không hối tiếc ha. Không hối tiếc. Hôm nay anh em mình cắm mồi nhái nha cả nhà. Ở khu vực này mình cắm tính cắm 4 cần nhưng mà có một cần nhái nó yếu rồi. Rồi thôi hai anh em cắm 3 cần ở đây. Xong rồi lên xe chạy tiếp. Đây cũng im quá ha. Nói chung là nhìn nó cảm giác như nó ấm ấm. Nói chung là mấy cái gốc. Cá thường vô mấy cái gốc. Mày ổ đẻ là cũng vô cái gốc không à. Bất cứ khi nào vô cái đường mà trường lắm. Mấy nhái hai anh em mình bắt ngày hôm kia rồi. Nhưng mà ngày hôm qua bận quá không đi cắm được cả nhà. Hôm nay nhái nó hơi yếu yếu rồi nè, không biết sao đây nữa nè. Nhái quá yếu cả nhà. Chăm sóc cũng kỹ lắm đó nha. Cũng hay nhúng nước thường xuyên lắm cho nhái nó sống đó. Nhưng mà nó vẫn có hao hụt à. Sao tính cắm ngoài mấy xong luôn hả? Ngày trời lớn cái em cắm ngoài xong luôn á. Được không? Trời có điện em hết điện luôn rồi. À, trời không nó mà không giờ nó mở vậy nó sạc vô nó. Xui vậy. Em cũng nể luôn, em có điện hết điện luôn. Thôi hồi lấy cái đèn kia kìa. Tới con chị thì chết. Ôi trời ông anh thiệt cũng tàn thì chứ ổng đi thôi, ổng đi thôi về ổng đi sạc, ổng ghim vô ổng không có tắt cái đèn. Hay là có khi nào ghim mà nó không vô điện không á? Thì em cũng nể luôn rồi chứ. Tới con chuyện với ông anh này luôn. Ổng mua hai cái đèn 180.000 một cái 90.000, không chịu xài. Đè lấy cái đèn mình xài. Trời ơi, có xài nó cũ rồi sao? Ừ, có ông anh nào vậy đâu. Nói ổng cái ổng cười khè khè khè. Làm gì căng. Rồi giờ mình dặn hết ra luôn, hết lớn luôn, hết cháy luôn, không có gì cháy luôn. Rồi giờ lên xe đi tiếp. Trời ơi, ra lấy cái đèn kia kìa. Giờ đổi cái đèn này cũng như không, thằng đầu cũng chết. Trời ơi, trời ơi, chết luôn. Chết. Anh em mình quay câu tới đây thôi nghe cả nhà. Rồi khi nào đi thăm đó anh em mình quay cho cả nhà cùng xem với anh em mình nha. Mời cả nhà đón theo dõi tiếp theo. Chị luôn. Dính họ gắn nha cả nhà. Rồi.
Ừ, con rắn cả nhà ơi. Rắn, rắn gì? Hổ heo. Hổ heo cả nhà ơi. Ôi ôi, thấy ghê quá. Rồi giờ sao? Em chơi hổ hán với nó. Ơi, hay thiệt chứ. Bỏ vô đây rồi sao mà bắt ngáy đây? Ý là chị không có đem gì theo hả? Đừng nhà đừng ngáy cho ta. Thì cá hả? Ừ, mấy cái túi thi cô không đỡ trời ta. Trời, bỏ túi thi cô không nhận. Tại vì luôn bắt được gắn rồi mình móc điện thoại của mình quay luôn cả nhà. Tại sao vậy ta? Khoan từ từ đợi chút xíu. Hay là mình đi tìm cái bọc ở đây có cái bọc mà bọc được không? Hả? Hay là điện kết kêu kết đem có cái gì đó đem về không? Hả? Nó uống nè, nó uống rồi tại gãy mất. Hả? Hay là kêu kết? Điện kết không? Ờ, anh điện kết cũng được. Chín gắn rồi cả nhà. Nó đang dừng con đội em nghe à. Gì hả? Em vừa bước xuống bước nó cái nó rút đi, em chụp liền em qua nè. Cái bằng hổ háng. Hết hồn tôi thấy mày quơ quơ, tôi tưởng được cái gì. Rồi kẹp háng liền nó táp sao. Nó gắn gắn anh Vũ ơi, cái tao cũng bệnh nghề nghiệp, nó móc điện thoại ra liền. Thôi bây giờ mình tắt máy để mình điện cho bạn kêu bạn ra lấy về nghe cả nhà, tại vì anh em mình đang đi cắm câu chưa cắm xong nữa. Mới đó chừng mười mấy cần câu cả nhà. Nói chung là anh em mình tắt máy nghe cả nhà. Nói chung bắt được gắn cũng mừng lắm hết chứ mà sợ. Hổ háng à, hổ heo gặp hổ háng hả luôn. Em quất vô háng là chẹp chứ nè. Ừ. Ra máu luôn nè. Ừ. Nhưng mà đâu cắn à ha. Không, cái mỏ nó ra máu quá nè. Ừ. Quất toàn là sảy không nè. Ừ. Nó vũ đi ra không. Ừ. Thôi giờ để mà điện nhà kết đi. Nó ngậm sảy không. Nó ngậm sảy nó muốn ngốt luôn nè. Alo, bạn ơi còn nhậu đó không? Giờ dính con này rồi sao vậy? Không có đồ đựng nè. Không có đồ đựng nè. Mày không có đem cái túi cá theo nữa. Đang đi cắm câu rồi giờ ông quên đem cái túi đựng cá nữa, bỏ chết rồi nè. Đang ở gần dốc cầu 14 không? Ngay dốc cầu 14 luôn nè. Có gọi xe bốc xe á. Ờ, chạy qua nghe, chạy từ từ nghe, có rượu nữa nghe không? Rồi chạy ơi, uống nghe nặng chưa được 8 cốc nữa. Vậy hả? Rồi rồi rồi, chạy qua nghe, nhớ đem cái đồ đựng nha. Rồi. Ờ, ờ, ờ. Giờ bạn nó qua cả nhà ơi. Đi quên, không có đem túi lưới, không có đem cái bịch cá mai gô thôi luôn. Không, em ghen á nghe. Hả? Em ghen á chứ anh không dám, anh bỏ tại chạy vì, luôn. Không phải ghen đâu, mà tại vì em cũng phát hiện được là con rắn gì. Ừ. Xác định nó là con rắn gì mới dám chụp cái mình á. Ừ. Đặng mình quơ rồi mới cả đẩu hổ háng. Kẹp háng liền. Chứ cả nhà mà cầm nữa con lỡ quay ra là nó hập 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 liền á cả nhà. Con này với hổ ngựa là kêu bằng con hổ háng kia, hổ nách kia cũng ghê lắm đó. Dữ ha. Ừ, nó cả nhà thấy không, mình chụp nó mà nó ngậm cỏ nè, nó nuốt muốn nuốt cọng cỏ. À. Nó cũng hung dữ lắm. Con này chắc cũng tầm từ 800 đến 1 ký chứ không có dưới cả nhà. Ừ. Cũng được lắm. Nói chung là chặt cái này mà chiên nước mắm cũng được lắm. Con này chiên nước mắm bốn anh em nhậu là xỉn nha. Không đơn giản nha cả nhà. Cái này là hổ heo nha cả nhà ơi. Hổ heo. Mới cầm câu xuống kìa còn bỏ câu dưới kìa hai cần câu kìa. Đó kìa cầm với nhau kìa. Là bỏ hai cần câu luôn đó là quên luôn. Bây giờ đợi bạn trước. Dạ còn hai câu chưa tắm nữa nè. Đợi bạn đem túi qua. Hai anh em chịu sơ sẻ cả nhà, không có đem túi lưới theo nữa. Quên. Không có đem túi hay vô hay đựng cá luôn nữa. Nói chung là đi hơi cũng hơi gấp thì cũng hơi quên nhiều thứ. Dạ, cũng chịu chặn thôi chứ biết sao vậy. Nhưng mà cũng hên là không có quên tiền đò. Quên tiền đò không có đi được. Cầm câu mới có được 15-16 cần câu, bây giờ khai đâu được em này chắc không biết là sau đây không biết, tối nay cá trúng không đây không biết. Tới rồi mọi người, cả nhà ơi, bạn đem trợ giúp, bạn trợ giúp đem đồ đựng cắn ra. Nãy
rồi chứ, bạn nó bị chờ. Đây có đèn sọc mía vậy. Bỏ nó đâu, bỏ đây vậy. Đâu cũng được chứ. Bỏ đâu thấy hợp lý, bỏ à. Đâu. Nói chung là cái này là bạn xử lý đó, hàng tôi đi cắm câu tiếp á. Để em buộc anh đi. Tôi có công nhân nhắn kìa. Cậu nghe thôi, chịu nổi luôn đi ơi. Chơi buộc nguyên cái gốc luôn đi, buộc nguyên cái gốc luôn. Ừ, buộc cắm nguyên cái gốc luôn. Con này nó mạnh lắm. Ừ. Trời ơi, hai cây câu một đỉnh đó kìa. Vừa xuống thì thấy nó nặng một đường vậy nè. Con nó rồi, con nó sao nhỏ chứ giờ phải là cùng tay thì thôi đi về luôn rồi, cuốn câu đi về luôn. Hay luôn, luôn nó đang kêu tôi. Tôi quên độ. Tôi tưởng đâu là bị cái gì. Tôi tưởng là cái gì, bệnh nghề nghiệp, mất điện thoại cái quay luôn. Tôi quên, mà tôi giặt cái háng, tôi đợi vô, vô, đặng tôi chụp vô cái háng mà nó. Rồi, lúc. Thôi, thôi, ký không đấy? Con heo, con heo. Hả? Con này á? Ờ, cả được ký không? Con này là 7 chữ vàng 8 rồi. Con nó chậm hơn con ở nhà, tôi của hổng hay ta? Ừ. Ủa sao hai người nhậu gì lại hả? Dạ. Hai người nhậu gì lại hả? Chứ hai người đang nhậu kia nó điện nó hối nữa. Ai? Bạn không bằng. Tên vừa gót cho mà tới, vừa gót cho mà tới. Uống chai chị hai uống hết á, anh chai không đổ. Con chỉ đổi em hết à? Dạ. Chỉ đổi em hết à? Con cũng nặng. Hay chưa? Cái dũng sĩ thiệt mồi chứ nhậu gì trời. Rồi đi ăn về đi làm gì làm đi, hai đang cứ tấm câu chút. Em gì làm gì ông nội? Hả? Thôi nè, mấy chai đem ngay ơi. Thôi, đi ăn về. Nào. Em dán đi. Thôi thôi thôi, cho ba chửi đâu nữa chị. Dạy không mà thôi, bọm tôi dính, dính bọm dính con nữa này. Còn con gắn lại. Đã trơn rồi, chửi quá trời. Chửi quá trời chửi. Chào buổi tối cả nhà nha. Hôm nay hai anh em mình sang lắm nha nhà. Vừa chạy xe vừa đi thăm câu nha. Chỗ cộng hai ba cần cả nhà. À. Uống miếng nước này đi. Mà không biết có đủ vốn không. Sợ lỗi xăng đó nhưng mà có gắn bù rồi. Có chú gắn bù từ xăng cũng đỡ rồi. Ừ, nè cả nhà thấy không? Bộ mát xe nè. Thôi, bây giờ anh em mình đi thăm câu đi cả nhà. Hết mồi hả? Đây hết mồi rồi cả nhà. Cá táp đó. Táp ở đó đó mà ở đây không lại cá cắm câu. Cần này hết mồi cả nhà ơi. Anh em mình cắm chỗ hai ba cần cả nhà. Tới chưa luôn. Hả? Dính hả? Phan từ đợi đợi anh xuống cái dốc, cái dốc, cái dốc, cái dốc. Đầu trắng tươi hả? Trắng tươi là cá lóc chắc rồi. Trời ơi. Mới đây mà. Ừ, mới đây mà im ghê gì. Đây cả nhà. À, cá lóc ha. Cá lóc nè, mà cá lưỡi nó ánh kìa. Ừ. Nó muốn sảy luôn. Rồi sợ lên đi. Cho lên cả nhà. Trời, nó muốn chết rồi cả nhà. Quá lâu rồi. Dính cái chiều chẳng dạng rồi. Vậy là lúc mà nè, mình cắm chút xíu là dính nè. Nó dính cái kiểu kỳ cục không? Ừ. Khó chịu không? Cái này chắc sống không thọ cả nhà. Không thọ. Nó uống cái lưỡi kỳ cục không? Môi trên nè. Khả năng là ướp muối nữa rồi đó. Chắc cũng xả nữa quá. Cá cũng có mấy gram. Tình trạng sức khỏe của em nó là sợ kéo dài tới sáng không nổi cả nhà. Cái gì kêu bằng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức. Rồi, cá này không có im mà. Lông thể nó bất an quá. Lông thể bất an quá. Ở như lại nghiêm ghê á. Nó còn mạnh là lại là mập mập rồi. Xe lọn không nghe chứ. Ui già xuống này kiến cắn quá luôn à. Cắn à? Ừ. Chịu kêu mang về không chịu. Đi lên trước đi. Ừ. Móc mồi nha. Chỗ này là nãy hai anh em mình mới bắt con gắn á cả nhà. Thì cũng cầm bên này hai cần nữa nè. Ừ. Nãy nằm đây hả luôn? Câu câu dính không? Câu sao? Ừ. Hy vọng là sẽ phục nó xuống chút cho nó sáng.
Ngon nè. Ừ, gần cái hối. Hy vọng buổi sáng cả nhà. Còn này cần đến Vũ rồi. Ừ. Công không? Công không? Không có công. Nhưng mà gọi đèn thấy dính phải không? Dính kìa. Hèn chi, con cá cũng vừa, cả nhà ơi, hèn chi, cái con câu cũng im thiếu. Không có liệt liệt gì lắm ha. Ừ, không có. Rồi lấy trái đèn ra. Đây, em đang bơi nè cả nhà. Này đó, cái con câu, cái đọt không hiểu rồi cả nhà ơi. Chứ không có động tĩnh. Ừ, không có... nhưng mà em này khỏe nè. Chắc có chín lạng lạng được chứ không được. Ru luôn rồi cho nè. Bên này cho nó dãy, nó xảy, nó không có thoát khỏi, bỏ không kìa. Còn mạnh quá. Ừ, con là còn mạnh. Ừ. Rồi, đi tới khu vực khác ha. Rồi đó, anh em mình lên xe ngồi nghe tiếng máy đạp là biết rồi. Mất kêu vườn câu rồi cả nhà, bây giờ anh em mình đi tìm nè. Nó lôi ra ngoài này không biết được đâu phải. Cái kinh nó sâu nữa. Nè, mày có đèn nè, thấy không? Mới đèn nè. Cái này là cá lóc bự luôn á. Đáng tìm coi. Trời ơi. Trời ơi. Mình đi không? Bây giờ tạm thời bỏ đây đi, mình đi lại này mình kiếm mấy tường chi dưới coi thử còn nào nữa không. Giờ anh em mình chịu khó đi tìm câu cả nhà ơi. Cá nó bự lắm nó, cả nhà uổng lắm đó. Ở đây là có ổ có đèn nè. Là không thể nào mà nhớ lầm được. Ngay cái hố này có cấm dễ gì lắm. Kiếm cái cây để sâu sâu xuống luôn. Thấy đây lên tìm nè. Ở đây lên tìm. Em giọt nãy giờ. Ừ. Nguồn xuống luôn. Sâu lắm. Để ở đâu mà kiến cắm vậy. Lấy cây kiểu kiểu ngoài đó coi. Lấy cây kiểu gậu đó chứ. Chứ đâu có ai thăm mình đâu. Thì bỏ như vậy. Ra đây cái mình nó trống, nó phải có chà chà rồi nó quấn ở đây cũng đỡ. Cái này cá bự lắm đó trời. Phải có đèn hết hồn. Cắm cái chân ngay đây nè. Mà nó đang lửng thần ngay đây luôn nè. Ngay cũng giữa luôn nè, sát mấy ngày chút quá nè. Cắm con cá cũng cứng lắm mà nè. Cứ thế câu là nó chỉ kéo ra đó thôi. Sâu lắm. Hơi sâu. Dạ, hai anh em mình chịu khó mò luôn cả nhà. Mò có gặp câu không? Kéo ra cũng được lục bình chứ.
đưa đó thử. Ừ, trước mặt em đó, ngồi xuống đó. Nó còn dưới được lục bình không? Nó có trà hả luôn. Lúa chắc là đặt là bỏ quá. Nó không về hướng đó luôn rồi. Một là nó ra giữa đó. Nó tới 12 cửa đâu rồi. Cái gì cái này mấy chục cửa. Để cho sâu. Không có gì đó. Thua rồi cả nhà ơi, mất câu rồi. Mất câu mất cá luôn. Cái lúng của ai nè. Con kéo thử coi cái hên của cái con cá nó có bị xéo xéo xuống dính vô lúng không? Lú ai đặt bỏ luôn nè cả nhà. Lú dài vậy ha. Đạp với sình luôn nè. Lú còn bỏ luôn. Còn nguyên mà. Ừ, mình sẽ bỏ luôn. Đọc kìa trời. Cái con này đặt phía dưới trời. Cái mấy trăm ngàn cái nè. Coi thử có khi nào bị đâm đầu xuống không? Cái nào nhảy trộn trộn đưa cái con tâu ra. Nó chỉ là cái ra hướng này thôi nè. Thua rồi cả nhà ơi. Tại vì ngoài đây sâu lắm. Gió quá, gió có khả năng mưa nữa luôn. Bấm bấm ha. Cái gì bấm bấm? Cá hả? Con ớt làm hả? Tử cá bấm bấm. Cái gói này ngon quá trời, ngon. Bấm bấm đi. Thiệt là đau lòng chứ. Phải cần như cần cuối cùng này nó làm con cá trầm trọng. Ừ. Vớt lên cần câu nãy. Câu nãy một rồi cá lôi, hai là có người đi ngang thấy thôi chứ. Câu tặc ha. Tại nãy thấy mình đi mình tắm không có mấy cái đèn gần gần đó. Đó.
họ tục cái đó đó, tục cái gì, tục quất hả? Cúm núm. Cúm núm hả? Ước mình mà không được cần câu cũng tiếc lắm cả nhà ơi. Phải chi mà ước mình chịu khó ước mình nhưng mà dính lại tìm lại được cái cần câu á, nó cũng mừng lắm. Nhưng mà này ước mình mà là mất luôn cần câu luôn. Phóng xuống mấy đường kinh lạ lắm. Mà bữa nay cũng dán bớt bụng thấy tiếc quá trời mà không dính cái nhà. Ước mình thôi xịn chứ. Thì câu của mình tới đây cũng hết tất cả nhà. Thì sáng anh em mình đi cuốn câu rồi quay tiếp cho cả nhà xem nha. Chào buổi sáng cả nhà nha. Bây giờ anh em mình đi thăm câu nha cả nhà. Trời sắp mưa rồi cả nhà ơi, gió quá trời luôn rồi, lạnh quá trời lạnh. Không không biết là kịp thăm câu hay không nữa nè, thấy là có đổ hạt rồi đó. Hoặc từng câu hả? Dính hay không mới quan trọng nha. Có dính cỏ không luôn rồi. Sao đây, sao đây? Còn nghe. Rồi, đứt lưỡi luôn anh Vũ ơi. Trời ơi. Trời trời. Đó. Xui vậy. Bự. Trời ơi, hết nói thiệt chứ. Đứt được cộng hơi muốn xong sẽ đứt luôn trời, nó quậy vài cái đứt luôn trời. Câu thiệt tình. Nó chạy vậy chứ đâu có mà ngồi dính hết hơn. Sao bắt được nó? Ngay cái hối ngồi mất trời mà. Nước ra chưa? Cả nhà ơi. Thôi đi tiếp, lên xe đi tiếp. Giờ đi tiếp nha cả nhà. Chỗ này chỗ hồi tối dính chú gắn nè. Mưa rồi cả nhà ơi. Trời ơi, không biết là thăm kịp không nữa đây. Minh Thinh hả? Ê, trời ơi, nó đỡ nú lên trên luôn nè. Trời ơi. Trời ơi. Đau lòng thì cái... cột luôn anh Vũ ơi. Ừ. Sáng nay sao đó rồi. Tiếp cả nhà ơi, lên xe đi tiếp. Sáng giờ chưa chơi thấy buồn buồn đó cả nhà. Mưa rồi. Đi tiếp nha cả nhà ơi, mưa rồi. Buồn hiu luôn. Sáng lạnh quá cả nhà ơi. Hả? Một hả? Mà dính không? Chạy này thấy quen quen hả? Đâu? Rồi rồi hả? Trời ơi. Nhiều vô cỏ nữa rồi cả nhà. Không thiệt. Buồn hiu rồi. Sáng nay sao sao ta. Hey, bữa nay đã bao lâu rồi quay lại cái chỗ này. Thất thu rồi. Thất thu rồi. Thăm tới rạng sáng luôn rồi cả nhà. Nãy giờ mưa quá trời mưa luôn rồi. Hai anh em đục mưa đó, không dám đi quay bây giờ bớt mưa rồi cả nhà, bây giờ anh em đi nha. Mập dữ lắm rồi. Chín không, đừng có như nãy nghe. Cẩn thận nha. Chín rồi cả nhà, không biết là to hay nhỏ hay là cái gì nè. Thấy thì cũng to đó Vũ ơi. Mong là đừng như hồi nãy cả nhà, xui quá xui. Sáng hôm nay giờ trời mưa mà bị sảy nữa. Nhanh Vũ. Nước lưỡi câu nữa. À. Cá cũng trọng nha cả nhà. Đó đó.
Cho lên đi, cho lên đi, nhiều quá đi. Cá to cả nhà. Cá kia nãy bằng cái này luôn á. Ui, ui. Hết biết không? Hết biết rồi. Cá vài thân cao hết, đúng không? Bào tay luôn đúng không? Ừ. Trời ơi, chết luôn rồi cả nhà. Đây là sảy luôn, từ mưa, sảy nó cả nhà, xuống. Thôi, con bà rồi, nhảy không sao đâu. Rồi, đi tiếp thôi. Đây là kết quả của hai anh em mình từ hồi tới giờ nghe cả nhà. Cá thất thu rồi cả nhà ơi. Nhưng mà bù lại được chú gắn nha. Cá sáng sảy quá trời sảy luôn. Thì video của anh em mình đi cắm câu đêm tới đây cũng kết thúc nha cả nhà. Kính chúc đại gia đình xem video thật là vui vẻ. Nhớ cho anh em mình xin một lượt đăng ký kênh và chia sẻ video giúp anh em mình nha, để nhiều người biết đến kênh của anh em mình hơn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.